Xin chào cô chú anh chị tất cả các bạn trở lại với kênh Phan Cảnh Vlog. Hiện tại thì Hồng Loan đang đến quý ngọ của năm nha, thì khán giả buôn rất là đông cả nhà. Qua đâu rồi nè. Trời ơi. Thử là chị Loan hay gì vậy? Lung quá rồi. Có điểm nữa đó. Hai lần ghê vậy. Nay hai lô luôn nè. Hai lô nữa hả? Cái gì? Ở đâu làm chị? Chị ở đâu? À, Bến Tre hả? Khóc nè. Mẹ. Chưa để chụp hình với Hồng Loan cái chị ở xe nhỏ quá. Chị mà khỏi chụp hình cũng được nữa. Phải biết không? Cái này cũng nguyên rồi. Chị nhấp luôn rồi. Sao mà sao mà lâu thì bên số chú Năm cái gì sao để chụp cầu thanh xuân á. Mọi người về nha. Là chị có gặp cậu Năm hồi đời luôn. Rồi mãi đỉnh luôn chị. Cũng vậy. Cậu Năm Vũ Linh mãi đỉnh. Chụp chụp ba nha. Quá con người chủ nhà chồng thấy tưởng đâu cũng lớn hơn nè, chụp là trời tài. Chụp chưa? Chụp chưa? Chồng hay lớn con? Chụp ta, chụp ta chứ. Rồi rồi, cô khỏi chụp, kênh YouTube nào cũng có cô hết trơn rồi. Chụp ba chồng. Hôm nay. Hôm nay là nhà nổi tiếng luôn rồi đó. Ráng cố gắng lên. Chúc gì sao làm hết mình bà con ơi. Cô ơi. Ráng cố làm dài. Chúc gì tha đát bản cô cáo và con tha đát. Nói em về thôi đúng không? Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Chị chia sẻ hay là nhắn nhủ gì một lời? Xe xe nha, xe nha. Rồi. Rồi chị đi xe. Rồi ráng như gì chứ vậy luôn. Lan về chị Lan mọi người ơi. Lan ơi, từ từ Lan lên xe đi rồi. Rồi chị Lan lên xe về cả nhà ơi. Có cái nào chị có hồng vô cái lên không mọi người ơi. Nhà của chị Hồng Loan tiễn đó chờ hàng người tiễn kiều lai nha. Rồi Vũ luôn đấy luôn. Rất là đông cả nhà ơi. Năm trăm anh em YouTube. Hôm nay bộ cũng đang rất là đông cho quay tất công. Chị bình tĩnh. Chị bình tĩnh. Chị không 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 mới nghe nói Hồng Loan rồi chị giờ chị không 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 hồi nãy nghe nói Hồng Loan phải đỉnh nói vậy mà quá trời luôn phải đỉnh đúng không Hồng Loan Hồng Loan mãi đỉnh Hồng Loan cứng lên nhé quá tuyệt vời quá xuất sắc luôn đúng rồi chị ơi sẵn đây một hát luôn đi hôm nay là ngày quá là vui luôn rồi hát bài giọng thở luôn. Đó, ở phía trong là đang cúng con một con vịt quay nha cô chú anh chị ơi. Sáng giờ là cậu là con này con thứ hai của cậu cúng cậu rồi đó. Con thứ hai đúng không? Quá rồi. Quá rồi. Tới không thầy cho yêu lên rất là đông. Quá tuyệt vời. Chết cả tuyệt vời. Uống xỉu luôn. Nóng quá nóng. Mài mồ hôi rồi. Quá trời đông luôn khách. Ủa đi xe 16 chỗ vô đó kìa. Chị cho em hỏi là chị thấy được chị Hồng Loan vậy này thì cái cảm nhận của chị thấy con người của chị Hồng Loan như thế nào ha? Dễ thương, rất hiền. Rồi hồi nãy giờ chị có chụp hình kỷ niệm với chị Hồng Loan. Vô chụp cái tấm thôi. Quá đông ha. Ổn quá chị ha. Dạ, nhóm ba của chị. Là mình từ đâu đến hả chị? Biên Hòa.
Đồng Nai, qua Đồng Nai cái nhà. Có dịp được gặp chị Hồng Loan ở ngoài đời rồi nhưng mà chưa được gặp được thăm nào hết. Rất là tiếc ha. Thôi cũng không sao gì ơi, mình dịp này không được mình lại. Mình sẽ có cái dịp khác nữa. Ủa bên kia có gì vậy? Đồng giả luôn chị ơi. Có gì kìa? Biến biến biến. Rồi quá trời luôn. Quá trời như thế này. Đó. Quá là mình mới tới luôn ha. Hai mồ hôi là mồ hôi ướt hết luôn rồi. Bé bé không chịu. Gái. Bắt tay nha nè. Hello bạn đi. Trời ơi. Chị ở gần đây không chị? Không em ở Biên Hòa chị nhé. Gần đây hiếu cả ngày luôn. Gần nhà hiếu luôn. Chị lên đây mấy lần chị? Thiệt luôn hả? Gần ngày hiếu tí hiếu cả nhà mà. Tại từ hồi chú chết bây giờ tính tên là thấy đông quá. Ta đi xong rồi tính nhà. Chị ơi chị đến đây lâu chưa chị mà em thấy chị mồ hôi ra nhiều quá. Quá hôi luôn rồi. À, hồi nãy em có nghe chị nói là quá cảm xúc chưa? Hồi nãy em có nghe chị nói là chị từ Biên Hòa. Biên Hòa đi lại đây ha. Sao đi taxi lại đây đúng không chị? Sao chị Hồng Phượng? Chị Hồng Phượng phải không? Chị tên Hồng Phượng phải không? Dạ đúng rồi. À. Quay chị nào đó. Đang quay chị mà nó đang nói như là năm Vũ Linh đó mà chị gái được chị gặp được Hồng Loan nói chuyện được chứ Hồng Loan là anh Năm Độ chứ gì bữa nay gì gặp Hồng Loan được. Ồ, quá tuyệt vời. Châu Đốc tới đây thằng Thượng anh Năm từ hồi xưa tới giờ coi cái lương ảnh quá trời mà không gặp mặt ảnh thì ảnh tới chết mình đi được cũng bạo thôi chứ đâu thấy mặt ảnh được đâu. Giờ là gặp con ảnh mình ôm con ảnh được là quá tốt con mình rồi. Ôi hiểm luôn à. Thôi Nguyễn đúng vậy. Chào cầu chúc cho Hồng Loan nó được về nhà của nó là cha mẹ nó cha nó đàng hoàng tử tế là mình yên lòng rồi để thôi thấy sao cảnh ngộ tội nghiệp nó quá. Đúng không? Rồi thôi kiếm rồi. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Về giỏi nha. Ai muốn hỏi cô gì hỏi còn không cô về ở đông ở trong rồi khán giả rất là đông rồi cô chú anh chị ơi. Wow. Một ngày thực sự nói là vỡ trận luôn. Hôm nay là có nhiều biến cố xảy ra luôn, có biến luôn. Đầu tiên là sư cô đến, rồi sau đó chị Hồng Loan mới và ngay chỗ cái bàn thờ của cậu là Lưu Hương tự một ngày của chú anh chị ơi. Bị nóng quá anh ra mồ hôi. Quá không biết sao mà giờ. Bây giờ cũng muốn làm cũng chừng mà bây giờ đổ mồ hôi cũng xỉu luôn. Mọi người nhớ ấn like đăng ký kênh nha mọi người. Chịu like, chịu like. Đăng ký kênh quá ai chịu like. Quá ai. Chào chị. Chị có chia sẻ gì không? Bếp một cậu chị có chia sẻ gì không? Nói chung là lúc cậu mắt tới giờ mà nói lên không lên được, giờ lên được mừng hiểu không? Dạ. Vui. Lên chúng một cái ngày rất là đặc biệt luôn ha chị ha. Rất là vui. Hồi nãy chị có gặp chị Hồng Loan không? Ờ. Dạ. Rất là vui luôn ha. Quá tuyệt vời. Nhìn chị Hồng Loan chị thấy thế nào? Thấy có người xin gặp nhiều. Dạ. Nhìn chị Hiền ha. Dạ. Nhìn thấy giống cậu không? Loan giống cậu. 12 tháng 6 rồi. Ngày hát ba tặng cậu đó chị. Hát dài câu đi. Hát dài câu đi. Hát đi em tiếp cho. Tới đây em tiếp tới đó. Giờ bài này em tiếp được á. Thì lượng quyến mỗi cô năm rất là đông cả nhà. Thì hơn xin kết thúc video ở đây cả nhà. Cả nhà ở video kế tiếp em sẽ cập nhật ở video mới nhất những tình tiết mới nhất của mẫu năm lên cho cả nhà xem.